tượng cô đẹp Phúc Tấn bên em xin kính chào tất cả các quý anh chị và xin chào mừng tất cả các anh chị nhà mình đã quay trở lại với video giới thiệu tác phẩm mới ngày hôm nay của bên em. Và trong video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu tới quý anh chị nhà mình một tác phẩm Phật Di Lặc ngồi Long Quy anh chị nhà mình nhé, một mẫu sản phẩm rất là mới ạ. Và tác phẩm này của bên em thì được chế tác trên chất liệu đó là gỗ xá xị và hàng liền khối anh chị nhé. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết tác phẩm thì em xin được giới thiệu lại cơ sở bên em. Cơ sở bên em là tượng cô đẹp Phúc Tấn ở tại địa chỉ làng nghề mộc nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương. Và số điện thoại hotline của bên em là số 0389 889968. Anh chị nhà mình kết bạn Zalo với bên em để được nhân viên tư vấn cũng như là gửi hình ảnh chi tiết anh chị nhé. Và sau đây thì em xin mời tất cả các anh chị nhà mình đi gần tới tác phẩm để em có thể là giới thiệu được những cái đường nét đục tỉa của tác phẩm này. Một mẫu sản phẩm Phật Di Lặc ngồi Long Quy, mẫu sản phẩm này cực kỳ là mới chị nhé. Và anh chị nào yêu thích mẫu sản phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ với bên em để được sở hữu tác phẩm ạ. Tác phẩm này của bên em thì có tổng chiều cao là 65, chiều ngang là 57 và chiều sâu là 48 anh chị nhé. Và tác phẩm này thì bên em đang giao lưu với anh chị nhà mình trên thị trường với giá là 8.300.000 đồng. 8.300.000 đồng là bên em đã bao gồm hoàn toàn phí vận chuyển cho anh chị nhà mình và ship hàng toàn quốc ạ. Mẫu sản phẩm này của bên em thì được chế tác hoàn toàn là thủ công bằng tay 100%. Và như anh chị nhà mình nhìn thấy phía trên này thì bên em chế tác là cụ Di Lặc với dáng ngồi rất là ung dung tự tại. Một cái dáng ngồi cực kỳ là thoải mái, một chân co, một chân duỗi đây anh chị nhà mình nhá. Và diện mặt của ngài Di Lặc thì rất là tươi vui hoan hỉ này. Từng những cái đường nét đục tỉa như là ánh mắt này hay khuôn miệng rồi đến phần mũi được bên em làm rất là chi tiết và cực kỳ là cân đối anh chị nhá. Phần dái tai của ngài Di Lặc thì rất là to, thể hiện cho cái sự lo ấm đầy đủ cũng như là sự thể hiện cho cái sự tài lộc ạ. Và phía dưới này thì bên em chặt tỉa chuỗi tràng hạt đấy ạ, cụ đang đeo trên cổ đấy ạ, rất là tròn trịa này. Bụng thì rất là bự nha anh chị nhé, thể hiện cho sự lo ấm đầy đủ này. Và phía dưới này nữa thì bên em chế tác là những đường vải vóc gấm áo ạ, những cái đường cong rất là mềm mại cho anh chị nhà mình luôn. Và tác phẩm này thì Phật Di Lặc đang ngồi và vác một cành đào anh chị nhé. Cành đào này thì bên em cũng châm tỉa những cái phần mố mắt đấy ạ, rất là già này. Đấy, những cái trái đào thì rất là to tròn này. Và những cái bông hoa đào ạ, chặt tỉa 5 cánh rất là đều. Đấy, trái đào trong phong thủy thì tượng trưng cho sức khỏe cũng như là sự trường thọ anh chị nhé. Ngoài ra thì bên em còn chế tác thêm đó là hai cô bé cậu bé Tiểu Đồng bên cạnh của ngài Phật Di Lặc ạ, tượng trưng cho là Di Lặc nhị phúc này. Đấy, với những cái nụ cười rất là tươi vui hoan hỉ anh chị nhé. Và đặc biệt mẫu sản phẩm này là một mẫu sản phẩm rất là mới, bên em chế tác là cụ Di Lặc ngồi trên một chú Long Quy. Đấy, Long Quy thì là một linh vật đầu rồng và mình thì là mình rùa, chiêu hút tài lộc cho gia chủ rất là tốt đấy chị nhé. Đây ạ, đầu rồng được bên em đục tỉa rất là kỹ này. Đấy, phần sừng thì bên em là châm tỉa và di sần làm rất là nhọn và kênh bông. Đặc biệt tác phẩm này là bên em làm hoàn toàn là liền khối chị nhé. Phần râu rồng đây bên em cũng làm là liền này. Đấy ạ, và chú rồng này thì đang nhả ra những cái vạt sóng nước ạ. Bên em có châm tỉa rất là kỹ cho anh chị nhà mình rồi. Đây ạ, hai phần trên chân của chú Long Quy này thì bên em chặt tỉa là vảy rồng. Vảy thì toàn bộ là vảy kép anh chị nhá, rất là kỳ công. Hay là trên lưng đây ạ, một cái mai rùa bên em cũng chặt tỉa cực kỳ là kênh bông cho anh chị nhà mình luôn. Và sau đây thì em sẽ quay cả mặt sau để cho anh chị nhà mình có thể là nhìn ngắm tổng quan về tác phẩm này anh chị nhá. Tác phẩm này của bên em được chế tác trên một phôi gỗ xá xị cực kỳ là già và rất là lặng gỗ ạ. Tác phẩm này thì hai người khiêng, phải hai thanh niên cực kỳ là to khỏe mới khiêng được tác phẩm này anh chị nhá. Rất là lặng luôn ạ. Và em xin đọc lại kích thước của tác phẩm để cho anh chị nhà mình có thể là cân đối không gian trưng bày tác phẩm trong gia đình nhà mình. Tác phẩm này của bên em thì có tổng chiều cao là 65, chiều ngang là 57 và chiều sâu là 48. Tác phẩm thì bên em đang giao lưu với anh chị nhà mình với giá là 8.300.000 đồng và bên em bao phí ship toàn quốc. Anh chị nhà mình nhận hàng có quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và anh chị nhà mình yêu thích mẫu sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp với cả số điện thoại Zalo của bên em là số 0389 889968 để nhân viên tư vấn cũng như là sở hữu tác phẩm này ạ. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những cái video tiếp theo ạ.